Yo, hello nha, chào người nha, chào trở lại với channel của mình là mình đây từ từ đường phố đây mọi người nha. Xin anh em game hay thằng đại chiến mình đây từ từ đường phố đây bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay. Trước khi vào video, chúc anh em xem video phải like, share, đăng kênh nhiều phải xin nhiều ạ. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục hành trình săn cốt hút quả vui chơi sự kiện mới của Lami anh em. Ok, thì không biết là các bạn đã vui chơi sự kiện đến đâu rồi, tình hình anh em săn cốt ra sao rồi. Tôi thì hiện tại săn cốt vẫn chưa có anh em. Nói chung dạo gần đây Nami cho sự kiện khó ăn quá, khó nhai quá các bạn. Ở trước tiên thì hốt quái quá linh tinh, em chúng ta điểm qua sự kiện bên fanpage đây nha. Xem nào hôm nay bên fanpage chúng ta có gì hot không anh em. Để xem nào hôm nay bên fanpage chúng ta có gì hot không nào. Bote giải đấu, ô trận cuối rồi này anh em này. Vậy là tối nay là chúng ta sẽ có buổi livestream rồi nhá. Là chuẩn bị có code rồi anh em, chuẩn bị có code livestream rồi này. Anh em chuẩn bị nhá, săn code livestream rồi. Đó, theo dõi fanpage nha, tối nay là sẽ có livestream ở đâu nếu Nami đủ lịch thì ngày mai. Cho gì hôm nay và ngày mai là sẽ có buổi livestream và anh em chúng ta sẽ có code anh em. Một trận này, đủ chưa? Đủ 4 trận chưa? 2 3 Tôi nhớ đủ 4 rồi mà. Đây anh em đủ 4 trận rồi. Đó, trước buổi livestream vẫn là đủ 4 trận rồi anh em. Thế là chúng ta đã vote đủ 4 trận rồi, chuẩn bị đợi livestream thôi. Đó, tối nay là sẽ có code livestream anh em nhá. Nếu đó theo mà nhận code livestream và quà livestream. Ngoài ra thì đang còn có sự kiện săn cốt hoa này anh em này. Đó, các bạn đã săn được chưa? Đây cái sự kiện săn cốt hoa đây. Hoa 20 tháng 10 đây anh em. Tôi nói các bạn săn khó là kỳ luôn cái code này này. Code 20 tháng 10 anh em. Đó, săn rất là khó luôn anh em, tặng bao nhiêu là tôi tặng hơn 30 ạc rồi mà chưa được ạc nào ra anh em. Code thì nói chung thì cũng bình thường thôi, được cái thì nói chung là cũng được các bạn, có code là ngon rồi nhưng mà khó săn quá, chưa săn được anh em. Bạn nào săn được comment hết con nào. Đó, tôi chưa săn ra anh em, buồn thật sự. Ok, nói chung thì cũng sự kiện cũng mới bắt đầu thôi nên là cũng cứ từ từ anh em. Nói chung là mấy bữa thì nếu có dư code thì kiểu gì cũng sẽ có clip tặng code cho anh em, các bạn không phải lo, cứ yên tâm, từ từ rồi kiểu gì cũng có. Ok, hôm nay thì mở boss Thất Vũ Hải này, chúng ta sẽ đi bem boss Thất Vũ Hải nhá. Chỗ nào cửa hàng hôm nay mở chưa? Cửa hàng thì ngày mai mới mở anh em, có nghĩa là cái hôm nay các bạn xem clip này, hôm nay là mở rồi nhưng mà tôi đang quay hôm trước này chưa có. Trước tiên thì đi đăng qua anh Nijin đó các bạn, xem nào, lưng anh Nijin lên rồi cho anh đi đánh boss xem đánh ok không. Đây có 2 mét đá đang đổ hôm qua đây anh em, cái hôm qua để lại này. Lần nào, lần đi zin lên anh em. 49, 50, 51, 52, 53, 54, 8, 59, 60, 61, 62. Ồ. 10. Để đủ lên. Ồ, phải lên nữa à? Thế tạm thời lên đây anh em. Đâu còn điểm còn lại thì để đấy từ từ anh em. À, giờ tập trung dồn cho đi zin thôi mà. Nên là cứ toàn dư đâu để đấy tạm thời, nâng sau cũng được. Rồi. 43k công thôi à, hơi ít nhờ. Mang nguyên đồ này đấy, giờ còn thiếu một cháu thôi anh em này, một cháu nữa lên được E3 rồi không rút ra được các bạn. Quẩy từ hôm qua rồi không ra được cháu đi zin nữa anh em, còn có thiếu một cháu thôi mà không cho. À, ngó qua sự kiện phát anh em. Cốc bia cú thật sự không làm được gì, đổ hết rồi anh em, không còn trò chơi nữa, hết luôn rồi các bạn. Ô từ 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 ngon nhờ, từ đây phải từ từ sau đổi sau. Ok, bây giờ chúng ta đi em qua boss Thất Vũ Hải rồi anh em. Ok, lên tem đánh thất boss Thất Vũ Hải nha, một cháu này. Bây giờ là xem tem này bây giờ cho ai đây? Katapuri, Nami, hai cháu Sanji, hai Sanji. Cho anh Zeru ra xem đánh xem ok các bạn nhá. Zeru giờ đánh chưa được các bạn, mẹ hai tạo ra trận đam chưa được nhiều các bạn. Cứ sung thiên nào. Tuốt kiếm, một dập. Ok này thì chắc vẫn đánh được anh em. Chắc vẫn đánh được, thay nó chưa được mấy nhịp. Hôm nay đại chiến boss Thất Vũ Hải anh em hốt quà luôn. Đại chiến boss Thất Vũ Hải hốt quà luôn anh em. Chả tội gì cả. Tranh thủ chiến boss Thất Vũ Hải hốt quà luôn anh em. Đó, cứ mở cái là phải hốt ngay. Lượt thứ 3, thế thì đánh được đến cuối lượt rồi anh em. Ồ, có 8 tỏi đam thôi à. Lee Jin đam không được các bạn. Mình anh ba là gây ra được 6 tỏi rồi. Không ăn thua anh em, Lee Jin không ăn thua. Bỏ Lee Jin ra, cho bố già vào hơn anh em. Rồi tấn công lượt 2 nào. Bố già. Phật cho mày ra anh em, cho Robin vào.
không cần kata đâu anh em, cho Robin vào vẫn hơn này, đi nhảy vẫn hơn này, anh em này. Đó, tôi thấy đi nhảy vẫn hơn. Tiếc nhỉ, thiếu một cháo Lizin nữa thôi là tôi có thể lên được E3 rồi anh em. Cú thật sự. Đấy, hai bây giờ có 23 đi đánh bot cũng ngon anh em. Bây giờ có 23 đi đánh bot cũng ngon. 9 tỏi, khác hẳn ngay các bạn thấy không? Đó, 9 tỏi. Ui nhưng mà anh 3 người này, 6 tỏi đam các bạn. Nhưng mà vẫn không bằng Marco được, nói chung là nói. Tất nhiên đây là vẫn không ăn lại được Marco anh em. 4 vé rồi. Xem nào. Cho thêm chó nào nữa thờ. Thử lù sấp mặt coi. Bỏ luôn chó ấy ra anh em. Cho lù sấp mặt vào. Xem ăn được không. Đó, cho pin vào được rồi anh em. Lù sấp mặt đánh nào. Đó lộ cất sung thiên. Đấy, đấm ké đi. Đó đấm ké 1 triệu điểm sát thương chuẩn. Rồi cũng 9 tỏi đam thôi anh em. U lù gây cũng chẳng được bao nhiêu sát thương. Thôi bỏ đi. Chị Đại Lami vào vẫn hơn. Cái này cho chị Đại Lami vắng hơn anh em. Mất 6 vé rồi. Đó, xương xương 6 vé rồi anh em. 3 boss 6 vé. Đến đục Flamingo. Đấy, xử từng con boss một anh em. Đó, xử đẹp từng boss một luôn. Đấm nào đá đi. Xúc luôn nào các bạn. Đấy. Đục Flamingo xem nào. Đấy, đánh đục Flamingo xem nó bao nhiêu. À, đúng rồi, độc cháy các kiểu liên tục. Có thêm rút nữa nhờ. Ừ, thêm rút nữa. Ừ, đúng rồi. Có tứ hoàng xanh mà từ từ các bạn. 7 tỏi dưới. Ok các bạn, 7 tỏi dưới. Có tí xanh, xanh gây được nhiều sát thương ta. Thử bất ra, cứ cho thử anh em. Tứ hoàng xanh vào trận này. Ờ, cho tí thử cho Kuma đấy nhờ. Kuma phản đam. Sáu tỏi còn thua lại anh em. Xanh không gây được nhiều sát thương các bạn. Có vẻ xanh không gây được nhiều sát thương anh em. Đến từ vị trí này đến cho ai bao giờ ta. Thử Kuma coi anh em. Thử Kuma một ván coi. Phản đam. Ui còn 5 tỏi dưới các bạn còn thua lại luôn á. Rồi vẫn à đâu hết hết. Bot chết anh em. Chết bot chết bot chết bot. Đây, thử lại nào. Đến được Beho Hancock. 4 tỏi. Chua, Kuma không gây được nhiều sát thương các bạn. Bỏ đi. Coi đi quần lại chắc vẫn như này thôi anh em. Tạm thời nhẹ thôi. À, hay thử anh Bo nhỉ. Mấy Bo sống nổi không anh em. Tôi sợ không chịu nổi với E2 mà. Bo E2 thì sợ không chịu nổi anh em. Sợ đánh mấy lượt đã ngọm rồi. Đó, có gây được sát thương đâu anh em, không ăn thua. Thôi là hai vé đi thác cho chị Đại Lami vào cho nó chắc ăn các bạn. Rồi. Úi giời. Trời ơi. À, đến được Kuma anh em. Rồi, đến được Kuma. Đấy, hạ boss thật quá nhanh gọn nẹ anh em. Nhanh gọn nẹ 5 tỏi. Đấy, đến Kuma vẫn được 5 tỏi được rồi. Kuma chắc cũng nuốt mất 6 vé không? 4 vé anh em. Bị hạo, đánh nhanh luôn các bạn, dọn bot phải dọn nhanh vào. Hốt quà ra nâng cấp tiếp các bạn. Ui. Ồ, Mỹ Hạo chúng vậy mà đánh Hạo còn được 8 tỏi ra anh em. Oh man. Chắc lần nãy nào không bị anh Hạo chém bạn vì đánh Mỹ Hạo còn hên xui anh em. Đánh Mỹ Hạo còn hên xui nhiều cái chỗ lắm. Quất nào, ô già đâu. Sớp, rồi hay quá. Phần 8 tỏi anh em. Ước, đam bot thất vô hải này được rồi các bạn. Vì thế nào, còn 10 vé, hết không? 7 vé anh em, xong. Dọn sạch bot. Hốt quà anh em, giờ thì hốt quà nào. Ok. Hốt hết quà về anh em. Đó, ngon lành nha. 270m belly, 150m đá FP, 1m đá nâng đồ anh em. Quá ngon cơm luôn. Chiến hàm.
Tiếp tục đến con tàu số 3 anh em, nâng cấp. Đây nào, 16k kim loại này được bao nhiêu? Ôi rồi, hắn còn xa lắm các bạn, để full con tàu này chắc hắn còn chặng đường hắn còn xa và vất vả lắm. Rồi, tạm thời này thế cũng được rồi. Vấn đề giờ là không có thùng bia anh em. Cốc bia vàng cũng không đủ lân. À, còn 117 viên xúc sắc à. Nên xúc sắc 117 viên. Ui, cũng chả làm gì được các bạn. À, đây gom nhiều nhiều là quay một thẻ luôn. Tôi xem là còn thùng sót ở chỗ nào nữa không. 2k nữa được 10 thùng bia này. 2k nữa được 10 thùng bia. À, đây xem là có được đánh boss nhỉ. Ngồi bữa nay cũng không có anh em ở đây, bữa nay nó cũng không bán được đánh boss luôn. Đấy, bữa nay ra đánh... À, đây có các bạn, có. Ui. Oh man. Ồ, không để ý các bạn. Sorry, không để ý anh em, mới có 5 lượt thôi. 5 lượt đánh boss thôi anh em nhá. Ồ, đâu ra nhiều này. Ồ. Nhưng đâu ra nhiều lượt đánh boss này. Ngon. Ồ, lượt đánh boss tôi vừa nhận ở đâu ra đấy anh em. Nhớ máy này chưa có lượt nào mà sao giờ ra một đống ta. Ồ, chả biết các bạn, có lượt đánh boss là ngon rồi đã. Ừ, hốt điểm anh em. Niệm núa. Niệm núa ngay. Đây bán một lần là mấy 20 mà. Chịu, nói chung chả biết các bạn, tự nhiên đâu ra một đống lượt đánh boss anh em. Chịu luôn. Mình có lượt đánh boss là được rồi. Thùng bia. Đó, ngon. 22 cái rồi. 22 cái này chắc tôi đổi cái này anh em. Khả năng đổi nước mắt đấy đấy. À, đổi đá đồng đồ đấy anh em. Thêm 10 thùng bia. Ok, nhân phẩm gọi tên nào. Gọi tên. Gọi tên em, Lizin. Triệu hồi Lizin, cần nắm một cháu Lizin lúc này anh em. Cầu được thấy trong mong nào, mong rằng sẽ ra Cha Phan Galo. Ôi, hai cháu luôn các bạn. Ôi ơi, combo tặng kèm luôn anh em. Đi quả tặng kèm combo các bạn. Mua 1 tặng 1 tính tiền 2. Vâng ạ, à, mua 1 tặng 1 tính tiền 2 luôn anh em. Ô, lại lốc được lên nữa này. Ô, ngon. Lại có thêm 2 lần đánh boss nữa anh em. Lại có thêm 2 lần đánh boss nữa rồi. Chù, ngon các bạn, lốc quà nào. Thùng bia. Cốc bia giờ phải 230 à? Ừ, 230 nữa thì mới ăn full được anh em. Xu vòng quay thì hắn được này, để tôi xem anh em, các bạn được tôi quay luôn. Đây em được này. Rồi, từ. Ok, tiếp theo thì chắc phải đi xu vòng quay đây anh em. Rồi tôi quay nha, quay xong tôi quay anh em coi. Ok các bạn, lốc xong, những quà nào. Đấy, đánh luôn, đánh hết luôn anh em. 15 lượt đánh boss rồi ạ, trời ơi cay thế nhờ. 15 cốc bia vàng. Đúng kiểu nghịch cảnh các bạn. Giờ thật sự cần nắm một anh Lizin thôi anh em. Mong rằng chỉ ra được một Lizin thôi là mừng lắm rồi các bạn. Mừng rơi nước mắt rồi đó. Trời ơi, liệu có ra được không đây. Một Lizin thôi, không có anh em. Một cháu Lizin thôi, tầm này nó khó khăn thế nhờ. Lizin thằng Marco. Rồi Mỹ Hạo. Ồ, cái là anh sắp rồi, San Di Vismore cũng được anh em. Xem nào. Ôi, trời ơi. Quá ư là buồn luôn anh em, không được đến một cháu Lizin ạ. Trời ơi. Một cháu Lizin thôi cũng nghe chừng khó khăn thế nhờ. Để tôi xem là còn cho hốt quà nữa không anh em. Ok, thật sự đáng buồn nhưng mà hơi đáng tiếc anh em, không còn chỗ nào để đổi được nữa rồi. Đấy. Nhưng mà thôi anh em, hôm nay tạm thời cũng đến đây là cũng được rồi. Đấy, sự kiện lần này quậy cũng sắp hết rồi đâu nữa anh em. Đó, cũng ngon lành rồi. Đó, cũng ngon cơm rồi anh em. Tạm thời này clip chắc thôi tôi cũng khi hết anh em tại đây nha. Hẹn gặp mọi người clip theo của bạn rồi, video kênh Từ Từ Đường Phố rất là nhiều. Giờ thì bye bye, xin chào tạm biệt, hẹn gặp mọi người clip theo. Và anh em đừng quên dõi theo fanpage để tối nay có thể nhận được code nha. Giờ thì bye bye.